Chuyến đến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải cùng với đoàn đại biểu cấp cao của Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm khách sạn nổi tiếng Omni Parker House nằm ngay trung tâm thành phố Boston, bang Massachusetts. Đại diện khách sạn Omni Parker House đã bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp đồng chí Lê Thanh Hải cùng đoàn đại biểu và vinh dự khi cho biết, với lịch sử hoạt động 160 năm, khách sạn Omni Parker House được coi là sự lựa chọn của nhiều nhân vật nổi tiếng. Đặc biệt, nơi địa danh này chính là nơi đã từng làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ tài ba của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam, người được cả thế giới biết đến và công nhận là một danh nhân văn hóa thế giới. Không chỉ là những kỷ vật, không chỉ là những câu chuyện về Bác Hồ trong những năm tháng của ngày xưa ấy, đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh còn được nhìn ngắm những dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh được khách sạn giới thiệu một cách trang trọng. Trước đó, đồng chí Lê Thanh Hải và đoàn đại biểu cấp cao của Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm Đại học California, Berkeley, trường Kennedy, Đại học Harvard, Phòng thí nghiệm công nghệ cao, Viện McGovern, nghiên cứu về não thuộc Học viện Công nghệ Massachusetts, MIT.